Mến chào các em đã đến với lớp nhỏ thầy Hà, gia sư Như Ý 0914203939. Hôm nay thầy sẽ giải đề thi giữa học kỳ 2 năm 2021-2022 của gia sư Như Ý. Đó là đề thi môn toán 7, thời gian là bài 90 phút, đã diễn ra ngày hôm qua, tức là ngày thứ tư. Và chúng ta sẽ bước vào bài 1 như sau. Câu 1, 1 điểm. Câu A, 5 phần 4 trừ 3 phần 5 nhân 3 phần 2 sẽ bằng 5 phần 4 thầy để nguyên, 3 phần 5 chia, các em nhận bài này phải chia. Chia 3 phần 2 thì sẽ bằng 3 trừ đi 3 phần 5 nhân tiếp với 2 phần 3. Đấy. Ở đây có con 3, con 3 thì có thể gạch đi cho nhau được. Đấy, trong bài thi chúng ta không nên gạch, nhưng chúng hiểu ngầm là chúng ta sẽ gạch. Và sẽ bằng 5 phần 4 trừ đi 2 phần 5. Mỗi số chung của 5 và 4 là 20. Sẽ bằng 20. 4 x 5 20 thì 5 x 5 25. Trừ đi 5 x 4 20 thì 2 x 4 bằng 8. 25 trừ 8 sẽ bằng là 25 trừ 8 là 17 phần 20. Đấy, như vậy chúng ta đã xong câu A. Thầy bước sang câu B. 0,5 nhân với căn 100 cộng tới 2 phần 3 tất cả mũ 2 sẽ bằng 0,5 thầy để nguyên, căn 100 bằng 10 nhân 10 cộng tiếp 2 mũ 2 bằng 4, 3 mũ 3 bằng 3 mũ 2 bằng 9. Đấy. Sẽ bằng 0,5 nhân 10 bằng 5 cộng 4/9. Tiếp tục nó sẽ bằng là mỗi số chung là 5 nhân 9 là 45. 45 à, mỗi số chung là 9. Đấy, tử lập 5 9 45 cộng 4 là bằng 49/9. Đấy, như vậy chúng ta đã xong câu B. Chúng ta đã được 1 điểm. Chúng ta bước sang bài 2. Tìm xy viết. Bài 2A. Bài này 2 điểm các em nhé. Tìm xy qua 2 phần 3 x trừ đi 5 phần 8 bằng 1 phần 4. Đấy, tương đương xuống ở đây sẽ là 2 phần 3 x thầy để nguyên sẽ bằng 1 phần 4 bên bên phải, dấu tên thu trừ chuyển sang đây thành dấu cộng, cộng với 5 phần 8. Đấy, thầy nói lại 2 phần 3 x thầy để nguyên, 1 phần 4 thầy để nguyên, dấu trừ đây thầy chuyển sang đây thành dấu cộng, thành cộng 5 phần 8. Tương đương tiếp xuống ở dưới, 2 phần 3 x sẽ bằng mỗi số chung là 8, 4 x 2 bằng 8 thì 1 x 2 bằng 2 cộng tiếp 5 bằng 7/8. Thầy tương đương tiếp xuống dưới, 7/8. Đây là dấu nhân, chuyển sang đây là dấu chia. Chia cho 2 phần 3 sẽ bằng 7/8 nhân với 3/2. Đấy, tương đương với x sẽ bằng 7/8 nhân 3/2, 73, 21, 21/16. Đấy, vậy phương trình có nghiệm x bằng 21/16.
x bằng 21 phần 16. Đấy, chúng ta phải viết câu vậy, phương trình có nghĩa vào không thì chúng ta sẽ bị trừ đi 0,25 điểm đấy các em ạ. Câu B, thì làm luôn câu B ở đây các em nhé. Câu B, trị số của 3x trừ 5 bằng 3 phần 5. Đấy, tương đương xuống ở dưới. Liên quan đến trị tuyệt đối sẽ có 2 trường hợp. Trường thứ nhất, 3x trừ 5 bằng 3 phần 5. Trường hợp thứ hai là 3x trừ 5. Thôi 5 trừ 3x đi cho dễ. 5 trừ 3x bằng 3 phần 5. Đấy, chúng ta 3x trừ 5 và 5 trừ 3x bằng 3 phần 5. Tương đương tiếp xuống dưới, 3x sẽ bằng 3 phần 5 cộng 5. Dấu trừ đây thì chuyển sang đây thành dấu cộng. Và đây 3x thì chuyển sang đây thành dương đi. Thì 5 thì để nguyên, trừ 3 phần 5 bằng 3x. Để chuyển cái x thành dương đi cho dễ tính các em ạ. Tương đương tiếp xuống dưới, x sẽ bằng này, 3 phần 5 cộng 5 thì cộng luôn ở chỗ này, thì mỗi số chung là 5, thì 3 cộng với 5 nhân 5 25 phần 5 bằng 28 phần 5. Ở đây 5 trừ 3x, 5 trừ 3 phần 5 sẽ bằng, thấy viết bằng luôn đây các em nhé. 5 trừ 3 phần 5 là 25 phần 5, 25 trừ 3 phần 5 bằng 22 phần 5. Đấy, x ở đây sẽ bằng 28 phần 5 chia 5, chia 3 chứ. Đấy, ở đây 3x mà, thì chuyển sang đây thành chia 3 thành 28 phần 15. Và x ở đây sẽ bằng 22 phần 5 chuyển con 3 sang là chia 3 sẽ bằng 22 phần 15. Đấy, vậy phương trình có hai nghiệm. X bằng 28 phần 15 và x bằng 22 phần 15. Đấy, như vậy chúng ta đã xong câu A, câu B. Ta thì bước sang câu C, bài 2 như sau. 7x bằng 3y và 2x trừ y bằng 16. Thầy đây 1 này, đây là 2 này. Đấy, từ 2 thì suy ra y sẽ bằng, chuyển sang đây thành cộng y và 2x trừ 16 đây 3. Thay 3 vào 2 vào 1 chứ, thay 3 vào 1 tương đương với 7 nhân x để nguyên bằng 3 nhân y, 3 nhân với 2x trừ 16 nó sẽ bằng là 3 nhân 2 là 6x, 16 nhân 3 là 48. Tương đương tiếp xuống dưới, 7x bằng 6x trừ 48 chuyển 6x sang đây thì x sẽ bằng trừ 48. Suy ra y đây bằng 2x trừ 16 sẽ bằng 2 nhân với trừ 48 trừ 16
Kết quả đây sẽ bằng là 248 trừ 96 trừ 96 trừ 16 là 112 trừ 112. Đấy. Trừ 96 trừ 16 112 rồi, ok. Thầy thử thay vào đây các em đúng nha. 7. Thầy thử. Đây là thầy nháp ra để thầy thử nghiệm xem có đúng không. Thì chỗ này các em, thầy ghi ở đây cho các em dễ hiểu và chúng ta sẽ làm với nháp nhé. Thì 7 nhân với lại trừ 48 xem có bằng 3 nhân với lại trừ 112 không, và 2 nhân với x là trừ 48, trừ tiếp đi 112, trừ trừ đi, trừ 112 có bằng 16 không. Đấy, thầy máy tính thầy sẽ công trừ tiên trừ thử xem có bằng không. Những thắc mắc của các em rất ý nghĩa với thầy, nên mọi thắc mắc của các em không được bên dưới để thầy giải đáp cho các em nhé. Đây, thầy thử tính chỗ này xem nào. 7 nhân với trừ 48 trừ đi 3 nhân với lại trừ 112 rồi bằng 0. Như vậy nó bằng nhau. Tiếp tục 2 nhân với lại trừ 48 trừ đi trừ đi 112 à, đúng bằng 16. Như vậy bài giải của chúng ta làm đúng, chúng ta có thể vậy vậy phương trình có nghiệm x bằng trừ 48 và y sẽ bằng trừ 112. Đấy, như vậy chúng ta đã xong câu C bài 2. Thầy sẽ giải câu 3, 3 điểm như sau. Bài 3, cho hàm số f phần x bằng 3x bình trừ 5. Câu A, f phần x bằng 3x bình phương trừ 5. Suy ra f trừ 3 sẽ bằng, mình thay trừ 3 bằng x vào là được, thì 3 nhân với trừ 3 tất cả mũ 2 trừ 5, 3 nhân 3 là 9, 9 nhân 3 là 27, 27 trừ 5 bằng 22. Đấy. F 2 phần 3 tương tự sẽ bằng là ba nhân với lại 2 phần 3 tất cả mũ 2 trừ đi 5 bằng 3, cạch được một con 3 ở đây, 2 mũ 2 bằng 4, 4 phần 3 trừ đi 5 sẽ bằng là 4 phần 3 trừ 5 là 4 trừ đi 15 phần 3
sẽ bằng trừ đi 11 phần 3. Đấy. Câu B. Tính x khi y bằng phần A. Y bằng f phần x bằng 3x bình phương trừ 5 bằng 1 phần 3 tương đương ở dưới 3x bình phương trừ 5 bằng 1 phần 3 tương đương tiếp ở dưới 3x bình phương bằng 1 phần 3 trừ, chuyển sang đây thành cộng 5, 1 phần 3 cộng 5 sẽ bằng 1 cộng 15 trên 3 bằng 16 phần 3. Đấy. Tương đương tiếp ở dưới, x bình phương sẽ bằng 16 phần 3 chia 3 sẽ bằng 16 phần 9. Tương đương tiếp ở dưới tiếp thì tương đương với x sẽ bằng cộng trừ căn của 16 phần 9 sẽ bằng cộng trừ 4 phần 3. Đấy. Vậy y bằng 1 phần 3 dẫn đến x sẽ bằng cộng trừ 4 phần 3. Đấy. Như vậy thầy đã xong câu 3. Câu 31. Thầy bước sang câu 32 như sau. Bài 32. Một tam giác có 3 cạnh tỷ lệ thuận là 3, 4, 5. Tính độ dài 3 cạnh của tam giác đó, biết cạnh lớn nhất hơn cạnh bé nhất 10 cm. Viết cạnh lớn nhất hơn cạnh bé nhất 10 cm. Thầy sẽ làm như sau. Đầu tiên ta phải gọi ba cạnh. Gọi ba cạnh Gọi ba cạnh của tam giác lần lượt là A phải B phải C, với điều kiện A lớn nhất xong đến B và đến C, và A phải B phải C thuộc N sao. Đấy. Khác không mà lớn hơn không một cái. Tiếp tục. Đúng tỷ lệ. Ta có tỷ lệ thuận thì ta có là A trên 3 bằng B trên 4 bằng C trên 5. Đấy. Và độ dài ba cạnh ta biết cạnh lớn nhất hơn cạnh bé nhất 10 cm. Cạnh lớn nhất là A hơn cạnh lớn bé nhất là 10 cm. Và ta sẽ bằng là A trừ C để ra cạnh lớn nhất trừ cạnh bé nhất trên 3 trừ 5. Đấy. A trừ C sẽ bằng 10 cm. Trên 3 trừ 5 là trừ 2. Và sẽ chỗ này sẽ bằng trừ 5. Đấy. Suy ra A sẽ bằng 3 nhân trừ 5. Cạnh lớn nhất tỷ lệ thuận là 3, 4, 5. Cạnh lớn. Rồi. Ở đây chỗ này phải 5 và chỗ này phải giải là 3. Đấy. A là cái lớn nhất phải tương ứng với giá trị của 5.
không phải là 3 được các em nhé. Đấy, cái là số 3. Đấy, thì 5, chỗ này 5 trừ 3, và chỗ này bằng 2, và chỗ này bằng 5. Đấy, suy ra A sẽ bằng 5 nhân 5 bằng 25 cm. Và cạnh bé nhất là 3, C sẽ bằng 3 nhân 5 bằng 15 cm. Và cạnh cuối cùng B sẽ bằng 4 nhân 5 bằng 20 cm. Đấy. Như vậy ba cạnh. Vậy ba cạnh của tam giác lần lượt là vậy ba cạnh của tam giác sẽ lần lượt là 15 cm, 20 cm và 25 cm. Đấy, như vậy thầy đã xong câu 3. Đấy, thầy bước sang câu 4, bài hình. Rất nhiều em lớp 7 rất yếu hình, nên các em hãy chú ý cái bài giảng của thầy để chúng ta sẽ bớt yếu hình hơn và hiểu rõ về môn hình lớp 7 này hơn. Đấy, các em hãy chú ý nhé, bài giảng của thầy như sau. Câu 4. Cho tam giác ABC, chúng ta đọc đến đâu chúng ta vẽ lên đấy, thì chúng ta sẽ khi chúng ta nhìn vào hình, chúng ta nhớ ký hiệu, thì chúng ta nhìn vào hình chúng ta sẽ không cần phải đọc lại đề bài nữa. Nên các em hãy chú ý nhé. Chúng ta sẽ vẽ hình như sau. Cho tam giác ABC cạnh AB bằng AC. Tam giác ABC tức là tam giác cân này các em ạ. Tam giác ABC kẻ đều vuông góc đây. Và chúng ta đo được ở đoạn đây là 1,1, thì đây sẽ đo ra 1,1 1,5 đây. Đấy, chúng ta kéo xuống đây. Kéo xuống đây. Đấy. Đây. Chúng ta kéo thì nó sẽ hai cạnh này sẽ bằng nhau. Tam giác ABC. Có AB bằng AC, AB bằng AC, ký hiệu của hai cạnh bằng nhau và hai góc này bằng nhau. Hãy đặt cân vào. Đây, thầy sẽ vẽ hình như này. Thầy sẽ lấy lại cái bài hình như sau. Chỗ này hơi nó hơi hơi một chút, nên chúng ta hãy chú ý. Đây, thầy vẽ lại hình. Đầu tiên, cho tam giác ABC cạnh AB bằng AC, thầy sẽ vẽ cạnh, vẽ tam giác và chúng ta sẽ ký hiệu luôn nhé. Đấy, kẻ vuông góc đây. Giờ điểm này chúng ta đo từ đây đến đây là 1,5 thì chúng ta đo là 1,5 đây nữa. Đấy, chúng ta kéo thì hai cạnh tức khắc nó sẽ bằng nhau, ký hiệu hai cạnh bằng nhau. AB bằng AC, tam giác này tam giác cân, thì tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau và hai góc bằng nhau. M là trung điểm BC, điểm M đây. Trung điểm ta ký hiệu hai cạnh bằng nhau luôn. Đấy, chứng minh tam giác ABM và tam giác ACM. Đấy,
Thầy sẽ giả thiết kết luận luôn cho các em dễ hiểu. Giả thiết này, tam giác ABC, tam giác ABC có AB bằng AC. Đấy. M là trung điểm BC thì ta sẽ ký hiệu là BM bằng MC. Đấy. Và ta ký luôn là góc B bằng góc C đi. Đấy. Đấy. Chứng minh tam giác ABC, ABM. Kết luận, chúng ta trên tia đối của MA, chúng ta ghi vào giả thiết luôn. Trên tia đối của MA, tia đối là này, ta kéo dài ra. Lấy điểm D sao cho MD bằng MA, MD bằng MA. Chúng ta đo là 3, chúng ta đo là 3,2. Chúng ta đây đo là 3,2. 3,2 đây. MD. Đấy, ký hiệu bằng nhau luôn. Đấy, thầy sẽ ký hiệu nó bằng nhau luôn. Đây, mình sẽ sao cho MA bằng 1D. Chứng minh AC bằng BD. AC bằng BD. Đấy, AC bằng BD. Như vậy chúng ta giả thiết luôn là MA bằng MD. MD bằng MA. D bằng MA. Đấy. Chúng ta xem câu C. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không trừ điểm B. Vẽ tia AX song song BC. AX song song BC. AX song song BC. Chúng ta kéo từ BC lên đây, nên là kéo lên đây thì nó sẽ song song. AX song song BC. Lấy điểm Y thuộc AX. Điểm Y thuộc AX sao cho AI bằng BC. AI bằng BC. BC đây mình đo đây là 3. Thì đây sẽ bằng 3. AI điểm Y kéo dài cho AX ra. Đấy. AI bằng BC. Rồi. Ký hiệu là 3 gạch đi. Đấy. Ký hiệu 3 gạch đi. AI bằng BC. Chứng minh DCI thẳng hàng. DCI thẳng hàng. Đấy. Đấy, như vậy thầy đã vẽ xong. Và chúng ta cũng ghi vào giả thuyết là AI bằng BC. Và AX và AI song song và bằng BC đi. Đấy. Và bây giờ chúng ta kết luận. Đấy, bây giờ chúng ta mới ghi kết luận. Kết luận ở đây là tam giác ABM bằng tam giác ACM. Câu A, tam giác ABM bằng tam giác ACM. Câu B, chúng ta ký hiệu là AC bằng BD. AC bằng BD. Câu C, chúng ta ký hiệu là DCI thẳng hàng. D'C'I thẳng hàng. Đấy, như vậy thầy sẽ làm được các câu như sau. Câu A, tam giác ABM và tam giác ACM
Cạnh này bằng nhau, góc này bằng nhau, cạnh này bằng nhau. Rồi. Tam giác ABM bằng tam giác ACM. Cạnh góc cạnh vì AB bằng AC, AB bằng AC. Giả thiết góc B bằng góc C. Cũng giả thuyết và BM bằng MC. Cũng giả thuyết. Đấy. Như vậy chúng ta đã xong câu A. Thế bước sang câu B. Các em hãy chú ý nếu mà xét hai tam giác này bằng nhau này, em để ý này, cạnh góc cạnh thì cái cạnh góc cạnh này nó phải liền nhau như theo một chiều kim đồng hồ. Cạnh góc cạnh nó là theo chiều này đây. Đấy, thì chiều kim đồng hồ. Cạnh góc cạnh. Góc cạnh góc cũng phải theo chiều kim đồng hồ, góc cạnh góc hoặc là góc cạnh góc. Đấy. Hoặc chúng ta theo chiều đồng hồ bên này cũng được. Các em hãy chú ý nhé. Ví dụ góc cạnh góc cạnh góc cạnh theo chiều ngược lại cũng được. Nhưng chúng ta phải theo liên tục như thế, theo một chiều kim đồng hồ. Chúng ta không thể là cạnh xong đến góc này, xong đến cạnh này được. Đấy, nó sẽ ngược. Nó không liên tục. Đấy. Tiếp tục câu B. AC bằng BD. AC bằng BD. Thầy sẽ AC liên quan tam giác AMC. BD liên quan tam giác BMC. Hai tam giác này sẽ có cạnh này và cạnh này, góc này đối đỉnh góc này và cạnh này và cạnh này. Như vậy cũng góc cạnh góc cạnh. Đấy. Như vậy ta có tam giác BMD bằng tam giác, nếu mà B liên quan đến cạnh BM bằng cạnh MC thì liên quan góc C là CMA. Vì cạnh góc cạnh vì này. Đấy. Vì góc B bằng vì BM bằng CM, BM bằng CM. Giả thuyết góc M1 bằng M2 đối đỉnh. Đây hai góc đối đỉnh này. M1, M2 đối đỉnh và MA, MA bằng MD, MD bằng MA. Giả thuyết. Đấy, các em thấy chữ thầy ghi MA một D nên giả thuyết nó có ý nghĩa không? Đấy. Suy ra AC sẽ bằng BD. Cạnh của hai tam giác bằng nhau. Cạnh tương ứng đi. Tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Bằng nhau. Cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Đấy. Như vậy thầy đã xong câu B. Thầy bước sang câu D. Câu C nhé. Đấy. Câu C chứng MCI thẳng DCI thẳng hàng. Chúng ta sẽ bước sang câu C như sau. Đấy, câu C. Đầu tiên ta có hai chấm này. Ta có tam giác ACB bằng tam giác ACI. Ta có tam giác ACB bằng tam giác ACI. Cạnh góc cạnh
vì này, AC chung này. Rồi. Góc AC chung góc A1 bằng góc C A1 A1 sẽ bằng C1 so ra trong đấy, đây A1 bằng C1 vì BC song song với AX mà, nên so ra trong. Tiếp tục là AC chung BC sẽ bằng AI cũng giả thuyết đấy, hai tam giác này bằng nhau, suy ra BAC BAC sẽ bằng góc BACI à, không này, này BAC sẽ bằng góc này này ACI ACI hai góc tương ứng góc này này đấy bằng góc này đấy. Hai góc tương ứng hai tam giác bằng nhau hai tam giác bằng nhau đấy hai góc này bằng nhau suy ra AB sẽ song song với CI là một đấy. Tiếp tục lại có này góc này góc này rồi này ta có góc góc này góc này rồi ta chỉ cần chứng minh là góc này bằng góc này nữa đây. Lại có tam giác AMB ABM và ACM này không AM ABM ABM tam giác ABM này bằng tam giác ABM và tam giác DCM đặt góc đặt vì này a a bm vì m am này bằng dm này giả thiết này m ba này bằng m bốn này đối đỉnh này đấy tôi quay xuống hình M3 bằng M4 đối đỉnh và M bằng CM giả thuyết BM bằng CM giả thuyết đấy như vậy ta sẽ suy ra được ABM bằng góc BMCD MCD hai góc tương ứng hai tam giác bằng nhau hai góc tương ứng
hai tam giác bằng nhau. Đấy. Suy ra AB song song với CD nên điều 2. Đấy. Từ 1 và 2. Suy ra AB song song CI và cũng song song CD. Vì CI song song CD cùng song song với AB. Suy ra ICD thẳng hàng. Đấy. Vì CI với CD có chung điểm C mà. Suy ra CID thẳng hàng. Đấy. Đây là điều phải chứng minh em nhé. Đấy. Như vậy chúng ta đã xong bài hình của đề thi thứ học kỳ 2 của gia sư Như Ý 0914203939. Mọi thắc mắc của các em hãy comment bên dưới để thầy giải đáp ngay cho các em nhé. Vì những thắc mắc của các em rất ý nghĩa đối với thầy, nó sẽ làm cho bài giảng của thầy được thêm ý nghĩa hơn với các em và giúp cho thầy có động lực làm các bài giảng tiếp theo. Và một lần nữa thầy xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.